nở ngành xanh ngọt. Nước cỏ nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi gốc là tiên tổ ân sâu gió dài. Sinh ra con cháu các hàng quê hòe thịnh vượng thọ, trường vương anh hôm nay nhân tiết ngày cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim tung canh nương nhờ có tổ ngậm trầm hoàn, chăm mây họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao, chăm mơ nghe ngàn suối dồn đi vào một sống. Điều quý sao, chăm mưa khe ngàn xuôi dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần, văng nghi vặc ngàn thu nhớ cầu âm quý hiền xưa, ngọt nghi mà không nghi khóc cơ đồ vững sao. Ngọt nhì mà không gốc cơ đồ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi chấm anh ngày nay nức tiếng hương dành đi. Ngày nay nức tiếng thơm danh ở
thương hai muôn sợi cho cành nở hoa. Đức Giang gọi Sơn Nhi Hà Cầm Tu, Đức Giang thần vũ trụ bao na mức tiền sáng rọi lòng ta. Ơn đi dòng xưa mẹ công ngơ cha ai tài. Lòng ta ơn như dòng xưa mẹ công ngỡ cha ai tài. Thuyền gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn như bành tổ cao dày. Nhờ ơn như có tổ như cây có cành. Cha Bát Hải Đồng Đình ngự tọa tại nơi đây linh ứng chứng tâm cho thanh đồng đệ tử chúng con.
Hôm nay ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành, thanh đồng đệ tử con kêu thay lại đỡ cho bách gia trăm họ. Anh chị em chúng con không quản ngại đường xá xa xôi. Khai ân đại xá, trần gian con này làm ít nỗi nhiều, nếu mà có sai thì con xin lại cha, lại mẫu, lại chúa, lại chầu, lại quan đức ông, là lại hội đồng ngũ vị tôn đông, hội đồng các quan ông cai bà quản bản đền bản điện, lại chúa bà năm phương, chúa bà mười phương, hội đồng quan thần linh thổ địa thần hoàng bản xứ thổ công tác quân quan thần bản thổ, và ông cai bà quản bản xứ đất này, chứng tâm cho thanh đồng đệ tử và đoàn anh chị em chúng con từ Quảng Ninh về đây, người thì Quảng Ninh, người thì Hải Phòng, người thì Móng Cái, người thì Hải Dương, người thì Nam Định, người thì Thái Bình, người thì Cẩm Phả, người thì Hạ Long, người thì Uông Bí, bách gia trăm họ chúng con, người thì Hải Dương về đến đây rồi thì chúng con dốc một lòng tòng một dạng, người nghèo cũng như người khó, người có cũng như người không, hôm nay thì bách gia trăm họ chúng con, người công danh xin công danh, người thì buôn bán xin tài lộc, mà người xin làm ăn độc nô độc đề cũng được, xin gì được đấy, lạy vua cha về chứng tâm chứng sớ cho bách gia trăm họ chúng con xin sớ tâu đầu đội, lạy vua, lạy mẫu, lạy chúa, lạy chầu, trần gian con khát bóng phỏng cầu, đói cơm cha khát sữa mẫu, lạy về đến cửa vua thì xin vua mở cửa từ bi hỷ xá cứu con khổ và độ con mê, con xin sám hối, lạy vua, vua về vua chứng tâm chứng lễ chứng bái chứng vái chứng cầu chứng tâu chứng lạy cho bách gia trăm họ chúng con, là con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con sám hối, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cầu xin thiên thời vận lợi niên 2019, tấu nguyệt ngày 18 tháng 10, nhật thỉnh thần khẩu, thủ trạng, bái hòa nam trạng thượng, thông dụng, trạng thông dụng. Thanh đồng đệ tử con họ Lê Tiên Thúy, 52 tuổi niên, tuân phụng hội đồng Thánh Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, hội đồng Vua Cha Bát Hải Động Đình, hội đồng Tam Tòa Tiên Vương Mẫu, hội đồng Tứ Phủ Vua Bà, Tam Tòa Chú Tiên, hội đồng Ngũ Vị Tô Đông, hội đồng các quan, ông cai bà quản bản đền bản điện nơi đây chứng tâm cho bách gia trăm họ chúng con. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thích Ca Dương Lai Di Giáo Chủ, đệ tử thần khẩu thủ khẩu bách bái, cầu tấu xin Thánh Đức Vua Cha ngự tọa tại nơi đây, Việt Nam Quốc, Thái Bình tỉnh, huyện Quỳnh Phụ, thôn An Lễ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tốt tháng lành. Thanh đồng và đệ tử bách gia trăm họ chúng con mang lễ về tâu, mang đầu về đội các con nhang đệ tử tìm đường về cửa vua cha, xin được bái yết Thánh Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, thượng phụng hội đồng Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, hội đồng bản đền bản phủ nơi đây Đức Vua Cha ngự được linh ứng chứng tâm, và xin chúa bà năm phương, chúa bà mười phương chứng tâm cho trần gian chúng con, và xin hội đồng các quan thánh Phật linh ứng chứng tâm hiến cúng đương thiên tiến lễ, bái khiếu hội đồng các quan ông cai bà quan bản đền bản điện Đức Vua Cha ngự tọa tại nơi đây, trần gian chúng con đầu đen mắt đục, đường tu chẳng biết còn gần hay xa, lai về đến cửa vua cha, xin vua cha chứng tâm cho trần gian chúng con. Trần gian chúng con không quản ngại đường xá xa xôi, người thì Quảng Ninh, người thì Hải Phòng, người thì Hà Nội, người thì Hải Dương, người thì Bắc Giang, người thì Bắc Ninh, người thì Ninh Bình, người thì Nam Định, người thì Hạ Long, người thì Cẩm Phả, người thì Móng Cái, người thì Uông Bí. Chúng con tìm đường về đến cửa Thánh Đức Vua Cha, xin được trình lễ móng tâm thành, mâm xôi con gà, mâm rượu, mâm chè, mâm bánh, mâm thuốc, mâm bánh, mâm cao trầu. Và chúng con xin được xin dâng nãng hoa về cửa Vua Cha để Vua Cha chứng tâm cho trần gian chúng con. Trần gian chúng con xin dâng mâm táo ngọt, táo đỏ, có thiếu thì con xin vua cho là đủ. Trần gian con lầm ít nỗi nhiều, xin vua ngoảnh mặt đi, bách gia trăm họ con được dại, mà ngoảnh mặt lại thì bách gia trăm họ chúng con được khôn. Lạy vua, vua về vua chứng tâm cho chúng con, bách gia trăm họ chúng con được nhất tâm khẩn cầu tấu xin, được
mắt con người được tươi con của, 9 tháng hè, tháng 3, tháng đông, ngôn niệm thần đắng, sinh cư, đương thế, số hệ của trần gian cho con vất vả gian truân, lận đận đăng đông hôm nay tìm về đến cửa cha, xin cha ban ân chứa phúc, ban tài tiếp lộc cho trần gian chúng con, nhà nào phúc đấy, nhà nào lộc đấy, chúng con xin được cúng cúng thiên cúng vọng, tác cúng vi, bất giác viêm viu quá cữu văn cương sớ và được tấu trình thường la hạn ách tai ương, xin được dẹp trừ tiêu tai giải ách trừ tà, tai qua lạn khỏi, nhà nhà bình an, xin được hạt cung thống khổ đương hiến hình nhiên hình nam miễn tốc độ báo sở khởi tranh khoa tranh lợi tranh tằng vô tranh ngã tranh nhân chi chớ chí sớ chi, chúng con xin được cầu tấu xin và đến tấu đến cửa vua cha hôm nay, tam đồ bình đẳng sinh được chi hoặc lên cung chi và sớ chiếu được hoặc nguyệt ách chi được đa phàm phàm trần tình tư bách bái đoan sầu khổ cho phàm trần chúng con nhẫn nhục và được phúc căn do bất bằng được tìm về đến cửa vua cha, xin được phổ hộ độ trì cho bách gia cha mọi chúng con, xin sám hối lại vua cha. Bái đào chi nghi hà bắc đắc chi chỉnh chính tưởng trưởng chi và phúc hôm nay là chúng con xin tìm về vua ban ân chiếu phúc cho đoàn anh chị em chúng con, xin nhà nào phúc ấy, nhà nào lệnh ấy, nhà nào lộc đấy, vua ban cho liền. Con xin tấu lại được hiển linh ninh ứng chứng tâm do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật đầu thành ngũ thể nhận định tâm nhất tâm cụ thể hiếu trạng văn mái tấu cầu, xin được vua cha ban cung duy cho số phận nhà nhà hạnh phúc, nhà nhà ấm no. Con sám hối. Chúng con biết cường là cầu đến Nam Mô Đại Từ Bi cứu khổ cứu nạn cứu hạn cho bách gia trăm họ chúng con, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cứu hạn cho bách gia trăm họ chúng con có mặt về đây Hồng Liên Tòa Hạ, xin được vua soi đường chỉ lối cho chúng con biết đường mà lội, biết lối mà tu. Trần gian con lầm ít nỗi nhiều về đến đây, xin được mà vua cho chúng con vua cha về vuốt ve che chở cho chúng con, xin được mát chèo xuôi mái thuận buồm xuôi bến, được mát con người được tươi con của, 9 tháng hè sang 3 tháng đông, thu thì tiếp độc mà đông thì tiếp tài, ngọc bệ hạ về chứng lễ cho bách gia trăm họ chúng con, và chúng con xin cầu cho đệ tử và bách gia trăm họ con nhang đệ tử của cửa điện Thiên Quang Tự được đắc lễ đắc bái đắc vái đắc cầu đắc tâu đắc lại tả hữu văn quan võ tướng liệt vị uy linh hạ quan thần bản thổ ngũ hổ thần ninh quân binh bản xứ chúa bà bản năm phương chúa bà mười phương chúa bà bản cảnh chúa bà sơn lâm thần linh thần đất ông cai bà quản nơi đất này nơi vua cha ngự tọa tại nơi đây được linh ứng chứng cho thanh đồng đệ tử và bách gia trăm họ chúng con, xin được tâu tấu mang lễ về tâu mang đầu về đến cuối này, xin đại đức phương phù từ 9 tháng hè sang 3 tháng đông, xin được đồng thủy chúng con tha thiết khẩn cầu tấu xin là thế, dám đán thành khóa lễ chúng con xin được trình về cửa vua cha, vua cha phục nguyện cho chúng con, xin đức thánh vua cha ban cho chúng con đắc lễ đắc bái đắc vái đắc cầu đắc tâu đắc lại của ngày hôm nay. Đức Đại Khuông Phù xin cầu ân hoàng quảng giết minh cha thiện ác dĩ vô tư thẩm tuất thị phi nghi hữu chuẩn và bất duy quý tiện bất nệ và thân phàm trần khẩu đạo sớ và cầu được như ý sở cầu như ý sớ cầu được như mơ cung nãm phú tuất thần chi khi đẳng thành hành ứng nghiệm tường trì kỳ và văn trạng chúng con dám đán thành tỷ hạ thần cờ đức hư tâm nhi chi sự sự hanh thông vạn sự như ý được hanh thông mọi sự mọi bề nhang linh như ý bách gia trăm họ chúng con thành tâm khẩn cầu sám hối thời thời thọ thọ vực hạn na ách hạn tiêu trừ được tiêu tai giải trừ tà
được bền tập thần thực và lễ chúng con xin được Thánh Đức Vua Cha ban cho. Bách gia chăm họ chúng con xin được có ngân có xuyến, nhà nào cũng có lộc có tài để được hanh thông mọi sự mọi bề. 9 tháng hè qua 3 tháng đông sắp tới, cho chúng con được lộc gần đem đến, lộc xa mang lui. Người cầu tài đắc tài, mà người cầu lộc đắc lộc, người cầu công danh được công danh, người cầu bình an được bình an, vô sự hanh thông con sám hối. Mọi sự mọi bề tìm về đến đây, xin được tôn nhang mặt tướng âm phù chi đại đức chi căn cẩn trạng sớ chúng con tâu đầu chúng con đội, xin thượng tấu cầu xin về cửa vua cha bát hải động đình. Chúng con xin sớ chúng con có xóm có làng có tên có tuổi họ hàng chúng con tâu, xin vua cha về chứng dùm cho dân chúng con được mát mày mát mặt lỡ mày lỡ mặt. Chúng con sám hối ăn năn thỉnh cầu tấu xin vua cha thương dùm, lại vua đức vua cha về vạn tuế vạn vạn tuế, lại đức vua cha vạn vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng con chào ông ạ. Chúng con chào ông ạ. Ông chào Trần Gian nhé. Dạ, con thầy ông ạ. Biết ông cần cái gì bây giờ? Dạ. Rượu. Vâng ạ. Ông lại thương dân rồi, Trần ơi. Mời ông rượu. Ông chưa uống mà ông đã rơi nước mắt với người Trần rồi. À, được. Nhạt. Này cho rượu khoảng 10, không uống rượu này đâu. Rượu đi con. Sao mày rót thế này thì uống làm sao được con? Thơm quả ngọt sơ gà quả thực. Tí ông cho chúng mày mâm xôi kìa. Con gà này, mâm trứng mang đi mà ăn. Nhá. Ông thưởng ấy, ông thưởng. Chưa ăn gì, muốn ăn gì vậy? Không, con xin ạ.
rượu không? Ông này vui ông uống ấy. Rót rượu đấy. Con rót không phải là rót thế ông không ưng đâu. Vâng ạ. Cô rót ông vui. Đây này, trần gian bông rồi nhá. Lỡ mày lỡ mặt chưa? Xin sám hối này ông. Được chưa Trần? Vâng ạ. Bông to chưa? Vâng ạ. Đắc lễ chưa? Đại ông ơi, mẹ ông thêm cho trần gian chúng con. Anh chén thì to, rót rượu thì ít. Ông cứ ở đây. Không nên là ông phải nói luôn. Mà ông nói là ông làm nhá, Trần nhá, bông rồi chưa? Dạ, ông thương Trần thì Trần được nở hoa lại. Sao hôm nay mày đến mày cận ông thế mày? Thế mày ngồi sau lưng đi em gì? Đang uống rượu mà ông chả. Đang uống rượu mà ông chả. Đang uống rượu. Đẹp không Trần ơi? Đẹp ạ. Đường tu chẳng biết còn gần hay xa, lay về đến cửa vua cha. Phải không Trần? Dạ. Ta vừa nghe thấy đệ tử ta có câu này. Không phải ai mời rượu tặng uống nha. Đầy người mời ta có uống đâu. Rót thì như con nhện đái, ai uống phải thế này. Dạ. Thưa như trần gian chúng con ạ, thì là phải 10 tuần không về. Ông đang vui không? Cứ đếm. Xin ông này ông ban tài để ban sức khỏe cho ghế của ông khỏe. Yếu ấy ạ. Ông cũng cho nằm 10 ngày ở viện cơ mà. Mới có 1 ngày đã về chứ đủ. Ông cho về ông túm cổ lôi về đấy. Ông uống ít rượu. Ông muốn gì ghế ông uống đâu. Trần gian chúng con thì nhiều rượu lắm. Xin ông cho ghế của ông uống ít rượu. Thế mà ông cho khỏe đấy. Uống rượu và khỏe, rót rượu. Rồi. Rượu vào thì phải nhời ra nhỉ Trần nhỉ? Dạ, ra này lời cho Trần gian nó còn nào đâu. Hết tiền mới về ông. Toàn hết tiền mới về ông. Cậu thăng đi hả? Mày bảo cậu thăng lên chuông đi. Vâng ạ. Ra bảo cậu thăng lên chuông cho ông. Vâng. Rượu không? Sao mày rót rượu gì mà ướt cả dưới hả con? Ốm thì uống cho hết ốm. Con nãy ông thương sắm hôm nay ông. Xin ông đi đâu ạ? Làm cho sức khỏe.
chuông để hô quân binh dậy để phục vụ ông. Có biết bao nhiêu chén không? Ông còn vui, còn chán có bao nhiêu chén nữa. Này ông được đếm. Chúng con không nhớ. Chỉ có hoàng 10 đếm, ông không được đếm. Vâng. Sao mới này ông. Sắm nễ cho ông cũng không được tính. Chúng con vui quá, chúng con không biết là bao nhiêu ạ, này ông. Đó tiếp. Không kêu ông còn cho uống ít. Ốm uống rượu mà khỏe. Vâng, con này ông. Con này ông vui quá. Ông chào cậu, hết ghẻ rồi hả? Vâng. Ừ. Ông chữa cho mày, ông mày còn cành như hết con ạ. Năm nay đẹp trai rồi. Đang ốm mà gặp ông là hết ốm. Có phải không Trần? Vâng ạ. Đang ít tiền gặp ông là có tiền. Vâng ạ. Có thích không? Thích không? Tiền thì anh thích không ạ? Ừ. Sức khỏe với tiền thì anh thích. Lệnh vua phép nước. Nghe chưa? Vâng ạ. Con càng nhiều càng tốt. Cứ ngoan cái gì đều có hết. Ông cho hết. Nha. Thằng Nguyễn Trọng Thanh hôm nay không về đây nhá. Ông gọi thằng bắt mé không còn mà ăn đâu. Ông đóng hết độc trần nó lại rồi. Ông thử lòng đệ tử ông xem nó không có tiền có sắm lễ không. Đệ tử ông vẫn sắm, vẫn đầy đủ mà không đi là nó chết. Nó chết lúc đấy không ai cứu được nó. Nghe chưa? Dạ. Về sang tai nai lời cho thằng Nguyễn Trọng Thanh nhá. Dạ. A Di Đà Phật, thằng này ông trần gian chúng con đầu còn xanh tuổi còn trẻ ăn chứ sạch sạch chưa thôi. Sáng không biết đường tối hôm nay này ông về ông sang tay một tiếng. Nói thế uống rượu lại ngon. Hôm nay ông có con nhà. Ông chỉ tiếng vàng, ông sang tiếng ngọc đó. Không nên chưa không sao đâu. Chuông này cũng thank you.
vẫn chưa hết hả Trần? Thông mạch.
với ông là phải một lòng một dạ. Rót chén rượu là phải, nó là chén rượu, ta thấy như con nhện đái. Rõ chưa Trấn? Dạ, thì là vợ. Nhá. Dạ. Hay tiếc ông thì đừng mang đến. Dạ không ạ, à, con chỉ nghĩ là con nhà sợ ghế bỏ ghế bỏ ghế bỏ ghế bỏ ghế bỏ. Ông cho say mới say, ông không cho say uống cả ngày không say. Dạ, thì là vợ. Ông còn phải thuốc không? Đắc lễ mâm dầu lắm nhá, khai cảnh chữ quả tốt nhá, hoa khỏe đúng rồi. Thank you.
nước có nguồn bể cả gốc là tiên tổ ân sâu gió dài sinh ra tiết ngày lành cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên trầm hoàn chăm mây họ gian lao nhớ cầu bách mạch điều quy sao chăm mơ nghe ngàn xuôi dồn đi vào một sống